Vâng, chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Thì hôm nay cũng là cuối tuần, thì mình cũng có thời gian rảnh để thay nước cho hồ cá koi của mình. Thì mình cũng xin mời các bạn đón xem. Đây cũng là cái hồ cá của mình, nước hôm nay cũng thấy hơi dơ cho nên mình cũng chuẩn bị để thay nước và dọn dẹp lại. Thank you.
không? Không biết các bạn biết cây này là cây gì không? Thank you.
từ nãy giờ mình cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình hôm nay. Mình cũng xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Và nhớ xin các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye bye.